chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, tiếp nối với chủ đề lần trước, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp lại ông Nguyễn Thiện Đức, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về câu chuyện mục tiêu của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Năm 1992, Việt Nam bắt đầu thực hiện thí điểm cổ phần hóa. Hơn 20 năm đã qua, công việc này bị nhìn nhận là khó khăn và nhạy cảm. Như theo lý giải của Bộ Tài chính, vì ngoài tính chất kinh tế, thì đây còn là quá trình biến đổi sâu sắc cả về quan điểm nhận thức của xã hội và nhân dân. Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho tới nay đã thực sự trở thành một trong những thách thức phải vượt qua trên con đường tiếp tục đổi mới kinh tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Không vượt qua được thách thức này là rất nguy hại cho chính thành phần kinh tế nhà nước nói riêng và cho cả nền kinh tế quốc dân nói chung. Vì lý do gì mà đến thời điểm hiện tại thì chính phủ lại tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi cả nước? Thì đầu tiên á là có những doanh nghiệp là gần như là tự nguyện và họ có những điều kiện tốt để phát triển, và các bạn thấy là cái thị trường chứng khoán ta thổi bùng lên ở cái năm 2007, các bạn thấy là cái chỉ số VN Index nó lên tới 1.700. Chính các cái doanh nghiệp này, chính cái hàng hóa của thị trường chứng khoán này nó đã đẩy cái thị trường chứng khoán ta lên cao điểm. Và cái thị trường chứng khoán ta phát triển được nhờ ở cái chương trình cổ phần hóa này. Thứ hai tôi muốn nói là cái doanh nghiệp nhà nước qua cái cổ phần hóa này, chúng ta thấy là từ cái số lượng ta nói là quá đông của các xí nghiệp quốc doanh. Năm 1991, 12.400 tôi lấy tròn số. Đến năm 2001 là 10 năm sau thì chúng ta thấy còn 5.600, tức là giảm đi phân nửa. Và đến năm 2012, tức là 10 năm sau này, là còn 1.200 doanh nghiệp, ta cứ lấy tròn đi. Và hiện nay chúng ta đang rút ráo theo cái quả cái hướng á, cả nước, tại vì tất cả đều là hay, cho nên khi mà cái chương trình này nó đã đạt được mục tiêu nó hay thì ta phát triển lên. Thì cái năm 2014-15 đối với cả nước chúng ta là coi như là đã cổ phần hóa. Thì cái năm 2014-15 trong 2 năm ta phải cổ phần hóa khoảng 500 doanh nghiệp. Và cái năm 2014 nó khoảng được 204. Thì bây giờ còn lại là làm trong 2 năm 2015. Mà tối thiểu năm nay phải đạt được hoàn thành 280. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó là năm 2015 này thì sẽ 21 doanh nghiệp, trong đó phải dứt khoát hoàn thành được 19 doanh nghiệp. Thì cũng là cái quyết tâm thành phố Hồ Chí Minh là cái đơn vị đi đầu trong cổ phần hóa này. Thì mình muốn nói qua cái giai đoạn thấy là các cái giai đoạn nó đã có chuyển biến. Vâng, trong chặng đường là 25 năm đã qua thì như ông vừa chia sẻ là đã có những cái trở ngại, những cái vướng mắc, và từ những cái trở ngại vướng mắc đó thì chúng ta đã thay đổi dần cũng như là rút ra những cái bài học kinh nghiệm. Thì bên cạnh đó còn những cái khó khăn nào khác mà chúng ta vẫn đang dần dần rút tỉa để hoàn thiện hơn không thưa ông? Thứ nhất là để tính đúng tính đủ, không thiệt hại cho nhà nước khi chuyển sang công ty cổ phần. Tại vì doanh nghiệp nhà nước, hay là trước đây ta dùng cái từ là xí nghiệp quốc doanh, coi như là con cưng, được ưu đãi, được chăm sóc, được hỗ trợ, được bảo bọc đầy đủ. Vâng. Và bây giờ là họ vẫn tiếp tục như vậy, nhưng mà giờ nếu bỏ rơi thì không phải, nhưng mà bây giờ phải chuyển hóa ra để doanh nghiệp tự trưởng thành, tự lớn lên, tự chủ. Đó là một cái chủ trương tất yếu, đó là những cái điều bắt buộc. Và trong cái cam kết WTO chúng ta phải đưa vào cơ chế kinh tế thị trường, chúng ta phải thực hiện những cái điều này. Thì các bạn thấy là đang thúc đẩy nhanh để đảm bảo cái cam kết WTO. Thì các bạn thấy một cái điều gì trong cái cơ chế này không? Cung nhiều hơn cầu. Kinh tế đang khó khăn, đang suy thoái, hiện nay mới phục hồi, mà phục hồi chưa được bao nhiêu, đời sống còn khó khăn. Thế thì chúng ta đưa cái lượng cung ra quá nhiều, vậy thì liệu cái giá chúng ta nó sao? Trong quy luật cung cầu, cái khó khăn của các doanh nghiệp là bây giờ cung nhiều quá thì giá nó rớt xuống. Cái thứ hai là song song với chuyện đó thì doanh nghiệp khi chuyển đổi thành cái công ty cổ phần thì chúng ta phải theo cái hệ thống luật pháp của mình. Các bạn thấy hiện giờ là luật doanh nghiệp 2014 mới ra rồi, có hiệu lực từ 1 tháng 7 tới tháng 9 này mới có nghị định để triển khai. Vâng. Như vậy chúng ta phải chờ, mà chúng ta thấy là luật được ban hành từ tháng 11 năm ngoái tới bây giờ hơn nửa năm chúng ta vẫn chưa có nghị định để triển khai, thông tư vẫn chưa có. Thì doanh nghiệp họ sẽ xây dựng điều lệ theo luật nào? Và cái gì để họ đưa vào chi tiết rồi xây dựng cái phương án để cổ phần hóa cho mình? Thứ ba là cái quy trình, chúng ta cố gắng ta đưa ra một cái trình quy trình để thúc đẩy nhanh, nhưng mà chung quy trình rất chặt tại vì sợ thất thoát. Nhưng người ta nói là chặt đến cái độ phức tạp. Tôi ví dụ một cái chuyện thế này thôi. Ở thành phố Hồ Chí Minh có cái điều này, các doanh nghiệp của thành phố là năm nay cái cam kết với lãnh đạo ủy ban nhân thành phố là đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành. Vâng. Nhưng mà doanh nghiệp cam kết vậy nhưng mà các sở ngành chưa cam kết, vậy thì doanh nghiệp sẽ bị động với một số sở ngành có liên quan, đúng không? Rõ ràng chưa có sự đồng nhất. Cái doanh nghiệp nào khi cổ phần hóa cũng đồng thời phải vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đạt chỉ tiêu, đạt hiệu quả, vượt kế hoạch, nhưng mà đồng thời phải làm xong cái chuyện cổ phần hóa, tức là cùng lúc phải làm hai chuyện. Thì cái đó cũng là cái cực của doanh nghiệp. Vâng. Thứ hai, các doanh nghiệp thường nói là chưa có kinh nghiệm,
là phần đông của các doanh nghiệp mà tương đối thì nó đã cổ phần hóa hết rồi. Bây giờ còn là những doanh nghiệp quá lớn, tập đoàn nè, tổng công ty nè. Thành ra cái quy mô quá lớn thì xử lý tài chính và xử lý về tài sản cũng sẽ phức tạp, nó sẽ làm chậm đi cái quá trình này. Một cái điều nữa là cái vốn điều lệ bây giờ nhà nước nên giữ bao nhiêu phần trăm? Nếu nhà nước cứ giữ cái cổ phần chi phối thì doanh nghiệp phải theo cái cơ chế trình bẩm báo cáo đi duyệt quỹ lương, duyệt kế hoạch. Nhưng mà nếu mà nhà nước ít quá thì bên ngoài họ sẽ thâm nhập vào và họ chiếm luôn của mình. Nhưng mà những cái vấn đề cần lưu tâm nhất và những cái giải pháp cụ thể là gì thưa ông? Chỗ nào mà ta thấy là nó còn đương bất cập, cái chỗ nào mà tôi nói ví dụ như là chặt chẽ đến độ phức tạp thì ta đơn giản bớt nó đi, ví dụ như vậy. Hay là cái thời gian, tôi thí dụ một cái thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà trong cái quy trình thành phố mới ký theo quyết định 1400 ngày 31 tháng 3 vừa rồi, trong đó có những cái công đoạn được phân công, ví dụ như văn phòng ủy ban sẽ phải rà soát những dự thảo văn bản trình qua ủy ban từ các sở ngành, nhưng mà thời gian thực hiện 5 ngày làm việc và cùng lắm 2 ngày làm việc. Chúng ta có 5 ngày làm việc cộng thêm thứ bảy nhật là chúng ta hết tuần, mà chúng ta lặp lại như vậy thì làm sao ta thúc đẩy nhanh được? Và chúng ta phải chờ ở chỗ đó thì nó cũng không hay. Mà một cái điều lớn nhất là làm sao phải thể hiện, phải giải thích được cho người lao động hiểu được để tác động cái làm chủ, thứ hai là tạo những điều kiện để cho họ cảm thấy họ yên tâm. Nhà nước cũng rất quan tâm, không bỏ ra họ lề đường, nhưng mà để tạo điều kiện họ chuyển cái nghề mới thì có đào tạo, có cho hỗ trợ để họ sống, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái chủ trương rất là tốt. Nhưng mà không thể chậm chuyển đổi, không thể chậm sửa đổi, mà luôn luôn phải đồng bộ và kịp thời thì nó mới đạt được cái yêu cầu chúng ta muốn là vừa chất vừa lượng. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của ông Nguyễn Thiền Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thì quý vị đã có cái nhìn khái quát về mục tiêu của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cũng như là những điều kiện cần và đủ để việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt được cả hai yếu tố là chất lẫn lượng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu rộng hơn về chủ đề này trong những chương trình kỳ sau. Đến đây thì Minh Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.